Não. Ông bảo ngồi trong nhà. Phải không? Chết ở không đâu. Đúng rồi, sao cái chén là chín thế này, không chín nên mà vàng vàng nè. Không phải vàng mà nó chín. Cái này nó cũng vừa chín chứ chưa chín hung. Mình coi làm sao mình biết? Thôi cái đít nó thẳng nè. Rồi đít nó thẳng cái đúng rồi. Oh.
Wow. Để xuống dưới rồi nó lăn gãy cuốn hết luôn á. Giờ thức khuya dữ rồi, mai có đi làm rồi thức khuya dữ rồi, tới làm rồi thức khuya dữ rồi.